là lúc chúng ta cùng đến với thông tin cuối cùng để biết xem khách mời số 6 làm nghề gì. Xin mời. Đó là rapper. Wow, rapper. Cái bảng người ta là vũ công. Nè, hai cái nghề này nó gần như nhau, cái tạo hình á. Vô vô vô. Ê, đeo dây chuyền là em biết rồi. Yeah, không rap thì cũng rapper. Thì rapper, rapper. Yeah. Nghe rapper giới thiệu về mình, mời em. Xin chào mọi người, mình tên là Huy Hoàng và mình chơi bộ môn rap trong các yếu tố của hip hop. Và mọi người thường gọi mình là Hành O. Hành O. Hành O. Em đã theo rap được bao nhiêu năm rồi? Chính xác là em theo rap được 3 năm. 3 năm. Chắc là em biết những cái tên, những cái rapper Việt Nam xuất phát từ underground đã trở thành thần tượng sau rất nhiều năm vất vả chứ. Dạ đúng rồi, tại bộ môn này là mình muốn đạt được nó thì ai cũng vậy, cả ngành nghề nào cũng vậy, cũng phải cố gắng bỏ thời gian ra cho nó. Và cái gì là quan trọng nhất trong rap theo em? Nó trong hip hop luôn nha, em nghĩ quan trọng nhất là cái mình cảm nhận được âm nhạc. Có nghĩa là em cảm nhận được cái nhịp, đúng không? Dạ, chính xác. Đó tất nhiên rồi, nói về nghệ thuật, nói về âm nhạc, cái gì liên quan tới âm nhạc thì đều liên quan tới nhịp là quan trọng nhất. Tất cả nghệ thuật luôn anh, cái gì cũng phải có nhịp. Nhưng đối với rap thì quan điểm của anh ấy, thứ quan trọng nhất ấy, đó chính là ca từ. Ca từ không chỉ dễ nghe có phần, mà ca từ phải hàm chứa nhiều hình ảnh, nhiều thông tin đa dạng, cũng như gần gũi, dễ hiểu đối với người nghe. Dạ, tại vì em thấy nói cái nào quan trọng nhất thì nó cũng không được. Tại nếu mà mình có lời ca mà mình rap chụp nhịp thì nó cũng không ra. Nhưng anh đang muốn nói đối với rap, để tạo ra một cái gì đó khác biệt thì lời rap của em, đúng rồi, phải khác biệt. Anh nghĩ là vậy thôi. Dạ, chính xác. Điều đó đã được chứng minh bởi những rapper đang thành công tại Việt Nam, xuất phát từ underground. Họ đã mất 5 năm, 10 năm, có những người nhiều hơn như vậy. Và anh mong em sẽ đủ kiên trì nhá. Bởi vì rap nó khác với một ca sĩ. Một ca sĩ có thể được dễ đón nhận, nhưng một rapper thì cần thời gian và cần sự khẳng định đấy. Rất vất vả đấy nhá. Nhưng mà cố gắng lên. Cái độ ngầu của em là có rồi đấy. Rất là hợp với cái chất rap. Dây chuyền cũng có luôn rồi đó anh. Bây giờ chỉ hát thôi là rap liền. Em có đến đây và mang theo một sản phẩm nào của mình không? Dạ tất nhiên là em có mang theo một sản phẩm của em với lại nhóm của em. Ok. Yeah. Dù cuộc đời là bao nhiêu trái ngang, nhiều lần làm mình vỡ tay, nhưng khi ta càng ngồi lại thì cả ý nghĩa của thang clang. Bắt đầu từ khi chẳng có gì, gặp được nhiều ông làm real chi. Rồi ông nói với ta đại lệ hip hop là hãy yêu đi. Ở đâu từ đó nó đối với ta như là homie. Khi ta thấy friends, dù cuộc đời này vô vị, anh em không phân bì, tụ họp là nâng ly. Sống vì mục tiêu lớn cho anh em không phải sân si. Rồi cả ngừng ấy năm cũng đủ để thấy đấy. Dù nhiều chuyện ói âm nhưng hip hop vẫn luôn cháy máy. Lên nhạc thì cứ bầm, miệng ta tẩy máy. Hip hop là nền văn hóa, đừng nghĩ mình độc tài một mình, lại cướp lấy hoặc là tước lấy. Cơ mà từ trước đây hip hop rất khó tính, đôi khi bó tay vì nhiều người chơi hip hop để nhạc một bó tính. Còn ta thì cố tình bước ra đường cho chúng nhìn, rồi tất cả phải đứng hình vì bản thân mình có chờ. It's going like hip hop ở bên đông, hip hop ở bên tây, hip hop cả nam bắc cho tất cả phải lên mây. Hip hop ở trong tim này, hip hop ở trên vai, hip hop có thể đi lên vượt qua bao nhiêu là trong gai. Hip hop ở bên đông, hip hop ở bên tây, hip hop cả nam bắc cho tất cả phải lên mây. Hip hop ở trong tim này, hip hop ở trên vai, hip hop có thể đi lên vượt qua bao nhiêu là trong gai. Ở trên chặng đường này thì sẽ rất là khó để nổi lên. Nhiều người cống hiến nhiều năm nhưng giờ không ai nhớ nổi tên. Nhưng người từ bỏ đam mê là vì cuộc sống chán chải nên bắt buộc phải thành công để tên của mình không dễ quên. Với chân thật khác biệt. Mai phải thiệt ác liệt, nhạc gắt thiệt, sản phẩm như con chắc tuyệt, tạo tác kiệt khiến lỗ tai của người khác duyệt, rồi thì phát nhiệt để tên mình sáng ở trong rap Việt. Bình thường thì thương xin nhưng on the mic vẫn luôn cứng rắn, luôn có anh em chỉ lối để được đúng đắn. Lời cứ như là đạn, flow thì như là khẩu súng bắn, cố gắng để con đường vinh quang trở nên đúng ngắn. Bọn họ càng ganh ghét lời để ta lại càng gắt hơn, luôn có lời khen ngợi khi họ nói đến và nhắc tên. Có nhiều người không biết nói rằng ta đang đi lùi, thì ta sẽ cho họ thấy ta moonwalk như Michael Jackson. Hip hop ở bên đông, hip hop ở bên tây. Hip hop cả nam bắc và cho tất cả phải lên mây. Hip hop ở trong tim này, hip hop ở trên vai. Hip hop có thể đi lên vượt qua bao nhiêu là trong gai. Hip hop ở bên đông, hip hop ở bên tây. Hip hop cả nam bắc và cho tất cả phải lên mây. Hip hop ở trong tim này, hip hop ở trên vai. Hip hop có thể đi lên vượt qua bao nhiêu là trong gai. Everybody put your hands up, put your hands up, put your hands up right now. Everybody put your hands up, put your hands up, put your hands up. Ôi ơi, thu quá, đá kìa anh. Ôi đi ra anh ơi, ra thôi anh, người ta đang
hop ở bên tay, hip hop cả nam bắc lên cho tất cả phải lên mây, hip hop ở trong tim này, hip hop ở trên vai, hip hop có thể đi lên vượt qua bao nhiêu là trong gai, hip hop ở bên đông, hip hop ở bên tây, hip hop cả nam bắc lên cho tất cả phải lên mây, hip hop ở trong tim này, hip hop ở trên vai, hip hop có thể đi lên vượt qua bao nhiêu là trong gai. Dán kìa. Nghe người ta hết trơn.